Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn cách làm mì tươi trộn tại nhà cực kỳ ngon và cách làm thì đơn giản, dễ làm. Mì thì đã nguội rồi và nước sốt mình vừa mới làm xong nóng hổi, các bạn chan lên đây và chúng ta thưởng thức thôi. Mì tươi thì các bạn ăn với lại quế hoặc là hoa lát biên giới á, nó sẽ có cái hương thơm đặc trưng. Thơm ngon đậm đà cực kỳ luôn. Tôi dùng 3 quả trứng gà loại trung bình, 3 gram muối, 1/2 muỗng cà phê, 1 muỗng canh dầu ăn 15ml. Dùng 300g bột mì đa dụng. Các bạn trộn cho đều bột lên đi rồi chúng ta nhồi. Các bạn bắt đầu nhồi nhé, 10 phút tính từ thời điểm này. Các bạn nhồi 10 phút xong rồi để bột nghỉ thêm 5 phút nữa rồi chúng ta lại nhồi tiếp. Sau khi bột nghỉ được 5 phút rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhồi thêm 10 phút nữa. Sau khi tiếp tục nhồi thêm 10 phút nữa thì các bạn để cho bột nghỉ ở trong tủ lạnh 1 tiếng để cho nó dẻ cục bột lại, lát chúng ta dễ cán và phát sợi hơn. Đây là bột mình để nghỉ ở trong ngăn mát tủ lạnh được 1 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn, bây giờ đưa ra chia bột. Các bạn cán cho dài ra nha, cái bề ngang thì vừa thôi, mình làm cần cái chiều dài để cho có sợi mì đẹp á, to quá khó cắt. Bột thì các bạn tán mỏng như thế này là được rồi. Sau khi cán xong rồi thì các bạn gấp nó lại để mình cắt sợi nha.
Đó, các bạn cắt lớn hay nhỏ gì tùy ý mình nha. Thì các bạn cán mỏng như thế này nè là nó vừa đó, có thể cắt nhỏ hơn hoặc lớn hơn gì thì tùy theo ý của mình muốn. Mì thì tôi sẽ cho vào đây một chút muối. Muối thì làm cho cái sợi mì nó sẽ đậm đà hơn, và một chút dầu ăn để cho cái sợi mì nó bóng đẹp hơn, cũng chín với nhau. Để cho sợi mì chín thì các bạn phải luộc từ 8 đến 10 phút. Các bạn nhìn thấy những cái sợi mì tươi nhìn vàng tươi luôn, óng ánh rất là ngon nè. Và cái cách làm thì đơn giản và dễ cực kỳ. Trước khi mà các bạn đưa mì ra thì chúng ta nên thử xem cái sợi mì nó đã chín hay chưa nhá. Nhiều khi còn tùy thuộc vào các bạn là cán sợi mì nó mỏng hay là nó dày nữa. Nếu mà mỏng thì các bạn luộc nó sẽ nhanh hơn. Với mức độ này thì nó đã chín rồi nè, và mình luộc được 8 phút. Sau khi mì luộc xong, các bạn đưa ra để cho thiệt là nguội, và trong cái thời gian chờ cho mì nguội chúng ta sẽ đi làm sốt. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ các bạn đi làm cái sốt cà chua thịt bò, gồm có 400g cà chua. Cà chua các bạn đem bỏ hạt đi và chúng ta xay bằng máy xay sinh tố, hoặc là các bạn băm nhuyễn ra đều được. 200g thịt bò, thịt bò thì băm nhuyễn ra rồi các bạn ạ. Và một số các gia vị kèm theo gồm có 4 muỗng canh dầu ăn 30g, tôi dùng cái muỗng canh như thế này, 50g hành tây đã được băm nhuyễn rồi, 8g tỏi, 5g muối, 1 muỗng cà phê như thế này, một chút xíu bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm 12g, 4 muỗng cà phê đường 20g. Trước tiên thì tôi sẽ đi ướp cái thịt bò này trước, và tôi dùng những cái nguyên liệu ở đây để ướp vào trong cái thịt bò này luôn. Tôi lấy ra một muỗng cà phê hạt nêm, tôi cho vào đây, và tôi cho vào đây một nửa cái số tỏi này. Tôi cho vào đây một muỗng canh dầu ăn để xào cái thịt bò này trước. Xào thịt bò như thế này là được rồi. Để cho nó mất đi. Tiếp theo thì đi làm sốt cà chua này các bạn, cho hết cái phần dầu ăn còn lại vô. Mình sẽ cho phần tỏi còn lại vô đây. Rồi mình xay vô. Khi mà hành tây đã trong trong lên rồi thì các bạn cho hết cái cà chua này vào đây. Nắp được vào đây để ăn. Tiếp đến thì các bạn cho cái phần muối vào đây. Cà chua đó chúng ta cho muối vào và đậy nắp lại nấu thì cái màu nó sẽ giữ được đẹp hơn đó các bạn. Và cuối cùng thì mình cho vào đây cái đường còn lại.
Và bây giờ thì các bạn cho cái thịt bò mà xào lúc nãy vô luôn nha. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị. Cái vị như vậy là vừa rồi các bạn, chua chua, ngọt ngọt và hơi mặn mặn. Chúng ta nấu thêm một tí xíu nữa thì sẽ cắt hết và đưa ra. Lúc này thì cái xốp nó đã sánh lại như thế này được rồi nè các bạn. Mì thì đã nguội rồi và nước sốt mình vừa mới làm xong nóng hổi, các bạn chan lên đây và chúng ta thưởng thức thôi. Mì tươi thì các bạn ăn với lại quế hoặc là hoa lát bên dưới á, nó sẽ có cái hương thơm đặc trưng. Thơm ngon đậm đà cực kỳ luôn. Món mì Ý ngon tuyệt vời luôn và cái cách làm đơn giản dễ thực hiện. Mình cũng chúc cho các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.